Kênh Hoa Lan TV giới thiệu với các bạn một cái khu nghỉ cắm trại dã ngoại rất là tuyệt vời, có tên là Sơn Tinh Camp 2. Cái khu Sơn Tinh Camp 2 này nó rất đặc biệt là bởi vì nó được bao bọc bởi rất là nhiều hoa lan. Đây là một cái vườn hoa lan rất là lớn của cô Tâm, thời chị Kim Tâm. Có rất nhiều lan đã được ghép ở trên các cây. Đây, đây hạ quỹ này. Hạ quỹ đang nụ, rất là nhiều nụ. Đây, hạ quỹ nụ. Đây là cây mít mà ghép đủ các loại vào. Gái mít cộng với cả lan ken vào nhau. Này. Quế này. Ở trên này là phi điệp. Đây, đây là cây cau. Hàng cau này. Đủ thứ ba loại khác nhau. Đây, các bạn nhìn thấy cái rễ của cây này, nó bám này. Rất là khỏe, bám chít xuống dưới. Vừa rồi thì có ghép thêm, cô có ghép thêm rất là nhiều long tu. Long tu thì bây giờ đang chuẩn bị nụ rồi. Đấy, cái hàng cau này rất là tuyệt vời. Đấy, các cái cây ở ngoài trong vườn kia hầu như những cây nào mà có chỗ là đều được ghép cả, lan cả. Đây, phi điệp vàng, rồi sơn thủy tiên, hoàng lạp, long tu. Trên cùng là phi điệp, rồi một số loại khác. Đây nữa. Hạ quỹ rất là nhiều nụ. Đây, hạ quỹ đang rất là nhiều nụ rồi. Đấy, ghép lẫn cả với cả phi điệp vàng. Đây là một cái cây sấu cũng ghép một số loại, trong đó có hạ quỹ cũng đang rất là nhiều nụ. Tuy nhiên cây sấu này nó đang bị bệnh sâu đục trên vỏ, thân vỏ, nên nó khiến cho cái cây lan cũng bị ảnh hưởng. Cái này phải phun thuốc thì diệt cái sâu bệnh này thì mới cây lan mới phát triển được. Đây cũng thế này, hạc vĩ với long tu, nhưng mà cây cũng đây cũng thế. Rất là nhiều.
Cái khu vườn này khá là rộng. Đây có cặp bưởi này. Xích đu rồi này chơi. Hoa lan. Nói chung là hầu như cây nào cũng được ghép cả. Tuy nhiên là cũng có lẽ là do điều kiện chăm sóc cũng chưa được tốt cho nên là một số cây thì không phát triển được. Hai nữa là cái lượng lan ghép trên một cây cũng chưa được nhiều. Đây, long tu. Đây là kim điệp được rồi. Cáo đôi chồn. Long tu. Đấy, đại khái là như vậy. Rễ bám rất là khỏe, những cây này thì giờ sống rất là tốt rồi. Cái khu sơn tinh kèm hoa hai này rộng 1,5 hecta. Đây là một trong những cái chỗ suối này, hay suối. Suối này vào mùa nước thì nó chảy mạnh hơn. Bây giờ thì mùa này thì đang không có nước mấy. Đây là cái khu một cái bãi cỏ khá là rộng, có thể phục vụ cho picnic rồi đồ ăn ngoài trời. Nướng, cọn nước. Ở phía trên là những cái sân chơi khá là rộng. Có khoảng độ 100 khách vô tư. Đặc biệt là cái chỗ này thì nó độc lập. Tức là nếu mà ví dụ một những cái họp lớp hay là gì đó thì ở đây thì rất là phù hợp, bởi vì như vậy là chỉ có một mình một đoàn ở đây thôi, rất là hay. Cũng có một số phòng ở. Đấy, ví dụ chỗ kia phòng ở. Này là đùi gà này. Đùi gà cũng đang nụ. Cái giống đùi gà này nó hay ở chỗ là những cái thân già, thân của năm ngoái, nếu những mắt nào chưa ra hoa thì năm nay nó sẽ ra hoa. Đây là cái thân tơ của mùa này thì chưa thấy nụ gì cả, nhưng mà thân của năm ngoái thì lại đang có khá nhiều nụ. Đây, nụ. Đấy, trong khi thân tơ thì chưa có gì. Đây, ao rất nhiều cá. Còn chúc Phật bà quả nụ này. Hạc phỉ. Đây là đùi gà. Đùi gà này cũng nụ rồi. Đây, loạt này.
vừa đùi gà, vừa hạc vĩ, vừa kim điệp, rồi một số loại khác là tôi cũng không biết tên. Đấy, quế là màu sắc. Đấy, ấn tượng nhất là ấn tượng cái khu lối đi này gói với cái hàng khâu này đầy hoa lan này, mà tầm khoảng độ tháng rưỡi nữa thì cái khu này sẽ rất là rực rỡ với nhiều loại lan, đặc biệt là hạc vĩ là đầu tiên đang nụ nhiều, rồi đùi gà, rồi sau tiếp đó là sẽ là long tu. Trên này thì ngoài cái vườn ở phía đằng trước thì còn có rất là nhiều lan ở cái chỗ cái phòng khách này, cái nhà ăn này. Đây, đây là cái khu gọi là vừa là phòng khách vừa là có thể là phòng ăn của gia đình này, chơi ngồi chơi với cái hiên rất là tuyệt vời. Xung quanh là đầy hoa. Đấy. Tay trâu, rồi hồ điệp, rồi cáo, sơn thủy tiên. Đây là đai trâu Thái này. Đấy, đai trâu. Khá nhiều đai trâu đang nở hoa. Hai hằng này, cũng có đang có mèo rồi này. Còn đây là hồ điệp với lại hài. Hài hồng, hài mốc hồng. Ở đây hình như cái này là mốc vàng này. Thì hôm qua vừa mới được anh Ngô Nguyên Long hướng dẫn cho cái nhận biết là hài giữa mốc vàng và mốc hồng. Là cái mốc hồng thì là cái vòi hoa nó có nhiều cái sợi, nhiều lông. Tuy nhiên là nếu mà mốc vàng thì nó trơn, nó không có. Đấy là một trong những cái dấu hiệu mà nhận biết giữa hài mốc hồng và hài mốc vàng. Các bạn. Cái đây là hài vàng. Vâng, vàng ấy thì là cái thân cái vòi hoa này nó không có lông. À. Còn nếu mà hồng ấy thì hồng là thân nó có lông. Đúng không? Đấy, nhận biết có nhiều cái cách để nhận biết nữa, nhưng mà đấy là một trong những cách nhận biết đơn giản nhất là đây khá nhiều mốc vàng này. Nhận biết còn có thể là qua lá nữa. Bởi vì nếu mà chỉ nhận biết qua vòi hoa thì nếu khi mà nó đang không có hoa thì sẽ không nhận biết được. Đấy, nhưng mà còn có những cách nhận biết qua lá nữa. Tuy nhiên thì lúc khác tôi sẽ giới thiệu thêm về vấn đề này. Đấy, ngồi xung quanh đầy các loại hoa. Đấy. Ở phía trên kia các bạn có thể thấy này, có cả những giò kiếm rất to mọc trên cây, rồi kim điệp các thứ cũng được ghép trên cao các loại. Có thể nói là nếu mà có một gia đình hoặc là vài gia đình hoặc là một số anh em bạn bè họp lớp mà đến cái chỗ Sơn Tinh Kem 2 này thì rất là phù hợp, tuyệt vời. Đây là vũ nữ. Cảm ơn các bạn.